Sau đây là tin tổng hợp OFA ngày 2 tháng 4 năm 2024. CBS có thể Nga đã đưa cho Việt Nam công nghệ gây hội chứng Havana đối với nhiều quan chức Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án việc kết án tù những nhà hoạt động tôn giáo, người thượng và Kermit Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm việc về vụ thanh niên tử vong tại trụ sở Công an Đông Thành. Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Việt Nam. Đài truyền hình CBS mới đây đưa ra bằng chứng mới cho thấy, Nga có thể có liên quan và có thể chính người Việt Nam đã được cung cấp công nghệ, có thể gây ra hội chứng Havana cho nhiều quan chức Hoa Kỳ trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội năm 2021. Chuyến thăm của bà Kamala Harris tới Hà Nội hồi tháng 8 năm 2021 đã bị trì hoãn trong 3 tiếng do một số sự cố sức khỏe bất thường. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lúc đó, đây là thuật ngữ của chính phủ Mỹ, thường dành cho cái gọi là các cuộc tấn công hội chứng Havana. Một căn bệnh bí ẩn xảy ra với nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ trong những năm gần đây, với những triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu và các vấn đề về thị giác và tính giác có thể tồn tại trong một thời gian dài. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1 tháng 4 ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Việt Nam bỏ tù 5 nhà hoạt động tôn giáo người thượng và người Khmer Hôm 28 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc tuyên án tù 13 năm và 5 năm quản chế đối với thầy truyền đạo người ED là Ygrit Bunja thuộc họ thánh tinh lành nước Christ Tây Nguyên về tội danh phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc thay điều 116 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã kết án nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo Nayi Plan, người ED với bản án 4 năm 6 tháng tù giam về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ba người Khmer Krom là Tô Hoàng Chương, Thạch Cương và Danh Minh Quang cũng đều bị các tòa án ở Việt Nam trong tháng 2 và 3 vừa qua kết án tù với các bức án tương đương là 4 năm, 3 năm 6 tháng tù với các cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ anh vũ minh đức chết trong khi làm việc với công an huyện long thành như tin đã cho tự do loan hồi sáng ngày 22 tháng 3 ông vũ minh đức 31 tuổi quê ninh bình tạm trú tại tam phước thành phố biên hòa cùng vợ và anh trai đến trụ sở công an huyện long thành theo giấy triệu tập với mục đích làm việc về một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã an phước hồi đầu tháng 10 năm 2023 người cứ giấy triệu tập là nữ đại úy thái thanh thương phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an huyện Long Thành. Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 24 tháng 3 ký quyết định đình chỉ nữ đại úy Thái Thanh Thương, phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an huyện Long Thành. Tàu Samura Bahareda của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ vào ngày 2 tháng 4 cập cảng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình làm việc tại các quốc gia Đông Nam Á của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Truyền thông Ấn Độ và Việt Nam cùng loan dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ về tin vừa nêu. Theo đó, chương trình làm việc tại hải ngoại của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ là bằng chứng về cam kết tăng cường những mối quan hệ song phương và hợp tác quốc tế của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Trong chuyến thăm 3 ngày tại Việt Nam, thủy thủ đoàn gồm 124 người của tàu Samura Baharada sẽ giao lưu với cảnh sát biển Việt Nam trong các công tác ứng phó ô nhiễm môi trường biển tìm kiếm cứu nạn trên biển, tăng cường thực thi pháp luật biển, vân vân. Từ năm 2015, lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và cảnh sát biển Việt Nam đã có biên bản ghi nhớ về hợp tác